các bạn nhá. Các bạn ngày mới vui vẻ. Trong buổi chiều hôm nay thì mình lại đi review Phong Long cho các bạn xem nhá. Mình đang bám theo một chiếc xe công lông chở đất đến trong công trình. Hôm nay chiếc xe công lông của chúng ta chở một khối đất đến công trình trong cái khu vườn các bạn nhé. Trong này thì xe máy đi cũng rất là mệt mỏi. Video trước thì mình có review cho bạn xem cái cung đường này là chiếc xe công lông chở gạch cay vào trong trang trại. Còn giờ là chiếc xe công lông này sẽ chở đất phía xa vào trong cái khu vườn nghệ này các bạn nhé. Mấy xe chạy à sếp? Đất này trồng thì hết ý rồi. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay thì có 3 chiếc xe công
đông đang chạy đuổi đua nhau đấy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ra ngoài này, chờ chiếc xe khác sẽ đi tiếp tục vào đây. Ở đây là khu lông trại trồng rất nhiều cam và bưởi nhé các bạn nhé. Cam, bưởi, hồng xiêm nhé. Cả hồng xiêm nữa. Bác chủ có cải tạo cái khu vườn này là chở rất nhiều đất phù sa vào trong này. Này xuất hiện chiếc xe công lâm cũng quen thuộc các bác nhé. Anh Mai Văn Sâm với chiếc xe công lâm mới được giống với giá thành là 55 triệu. Rất lâu rồi hôm nay mới gặp anh Mai Văn Sâm. Trong này các bác đang dỡ củ tư các bạn nhé. Các bạn có thể thấy củ tư. Củ tư rất ngon. Con đường này nó rất là chật nên là hai bác tài xế phải tránh nhau. Chở bãi tập kết thủ kỳ à? Sếp Hiền đang chờ kia, chắc là phải phi xuống ruộng để tránh nhau đâu. Hiện tại thì mình đang dùng tay chống rung sớm mút 4 các bạn nhé, để có thể tác nghiệp được ở những cái khu ruộng như này. Hai con dê, dê đen và dê trắng gặp nhau ở đây. Tránh nhau chỉ có cách là phi xuống ruộng các bạn nhé.
ngày đêm. Mùa này là mùa chở đất nhiều hơn là chở cát. Xe này ở trong các khu ruộng này rất mạnh các bạn nhé. Trông thế mà xe của sếp còn khỏe hơn mấy xe đấy, đùa đâu nhỉ. Yeah. Về bãi cát không? Bây giờ lại về bãi cát à? Ừ. Không chở đất nữa. Tí nữa lại về à? Về bãi cát là người ta là đi ra đi về đất. Vâng. Đây là ông Sơn ông đã làm như thế này đâu. Đúng rồi, vẫn vứt đây thôi chứ đã san được nó đi đâu. Thôi là cho từ giờ đến tối ông ra đi. Ôi ôi, ôi ôi ôi, ôi ôi bốc đầu rồi. Ghê quá đấy. Quả quả hơi đẳng cấp ấy. Quá đẳng cấp ấy. Tối nay lên sóng là bước đầu luôn ấy. Quay cảnh ở dưới nhỉ. Quá phê. Nhưng mà chở đất những quả nào mà dính thùng là hay bước đầu. Không phải lâu lắm. Lâu lắm hôm nay được quả bước đầu cao thế. Mẹ nó còn ở chỗ đổ tay kia cho ông Sơn nữa thì mẹ nó còn con dình cả xuống hồ ấy. Chú chơi đâu vậy đâu. Mẹ đổ kia cho chú là dình xuống hồ ấy. Mẹ nó thụt. Mẹ nó nhìn xe đất của cháu nữa đổ chán. Chán luôn. Đó, vừa rồi là pha bốc đầu vô cùng là đẳng cấp các bạn nhé. Bốc đầu xe máy là chuyện bình thường, bốc đầu công lông nó mới là ghê. Phải nói là những bác tài xế công lông rất nhiều kinh nghiệm trong những pha xử lý tình huống như thế. Không thấy có gì là lao lúng cả. Các bạn hãy cùng với tôi sang bên đây. Xem hai bác đang dỡ củ từ nhá. Ờ, nhưng mà đất đây nhà bác nhìn tơi xốp này nhỉ. Tơi xốp đây, đất này là đất vẫn ngon đấy. Vâng, nó mới ngon này chứ còn. Nhiều đất cháu nhìn ở các cái ruộng nghệ chai lắm. Cho cái thước phim nào nó phải đưa lên ấy ra này. Tao nghĩ thằng kia nó quay cái kia để nó diệt công lông. Không, bọn cháu thì ủng hộ các bác công lông rất nhiều. Bởi vì không có công lông thì nông dân chỉ có chết thôi. Vì một chuyến xe công lông thì với giá thành nó chỉ có 40.000 thôi. Mà ruộng nào nó cũng đi vào được. Chứ ô tô mà đi vào thế thì chỉ có tan xe. Bây giờ đây bảo phá nhưng theo luật thì... Thôi nhà nước thì cũng phải mắt nhắm mắt mở đi chứ. Làm sao mà thì lại cứ phải chi phối. Không cấm được, vì cái đấy là phát triển nông thôn. Đấy, nhìn những quả bựa lên này nhìn rất ngon nhá. Chính là củ từ. Người nông dân này hiện nay trồng được cái củ này cũng vất vả lắm đấy chứ không phải. Vâng. Làm công vả lắm. Vâng. Thì cứ có công có việc mà làm. Đấy, nhưng mà thực sự ra mà nói là đó,
cả một năm trời. Vâng. Này thế như là đống đất ấy kìa, trong bới ra lại có cửa. Nhưng mà nó lại dở cái là cái người thu mua thì nó thao túng hết. Đúng rồi. Không, nhưng mà chính là cái củ tư này mình cái nguồn bán nó cũng chỉ có bán cho dân để tiêu thụ. Không, ta muốn nói là cái củ nghệ. Vâng. Củ nghệ thì nó người buôn bán.